đó, anh em để ý là biết à. Đó, đùm phu 1 á là ở đây nó sóng lưng nó lớn nha nè, đùm phu 1 là ở đây sóng lưng lớn, và đùm ZX với quay thái 110 thì cái sóng lưng ở đây nó nhỏ. Đó. Còn đùm 201 đợi chỗ chở lên anh đời cao á là nó ở bên đây nó bằng phẳng luôn. Nó như quay S 110 mới giờ anh nhìn nó không đẹp nha nè. Nói chung cái đó là dễ nhận biết lắm. Mến chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh Phục Tùng Gã Xe. Ngày mới là kính chúc tất cả anh chị em là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Đó, trời cũng đang mưa đó anh em ơi. Đó, rồi nắng lên nè, em thấy không? Giờ em sẽ chia sẻ nha nè. Đó, chia sẻ đến với tất cả anh chị em là mới tập chơi ha. Phân biệt là đùm quay thái 110, đùm ZX và đùm phu 1 với đùm hàng tồn nha anh em. Đó, trước mặt anh em á, là cái đùm theo xe Dash 99 ha, đã sơn lại ha. Rồi cái bên này là đà hàng tồn nha nè, hàng tồn Dash 201. Thì nói chung á, em là chỉ chuyên một chiếc quay thái 110 thôi. Em hiểu bao nhiêu thì em sẽ chia sẻ đến với anh em tất cả bấy nhiêu ha. Thì đùm ZX không có, nhưng đùm ZX với phu 1 thì em không có. Nhưng một hồi em sẽ chèn cái hình ảnh với clip cho quy déo vô đây cho anh em xem, để nhận biết được cái đùm phu 1 với quay thái 110 với ZX nó sẽ khác chỗ nào nha anh em. Cùng một cái đùm 5 lỗ mà nó chỉ khác hết nha anh em. Đó, trước mặt anh em là giờ là cái đùm 5 lỗ của quay thái 110 nè anh em thấy không. Đó, đùm quay thái 110 tất cả hàng theo xe hay hàng tồn gì nó đều có đóng đáp hết trơn nha nè. Đó. Nè anh em thấy không? Nó THM nha nè, nằm chánh giữa nha nè, nằm chánh giữa. Nói chung em hiểu biết bao nhiêu, em có va chạm nhiều thì em sẽ chia sẻ đến với anh em nha, chứ không có hay ho gì hết trơn. Đây, Dash 99 nè anh em thấy không? Đó, số 99 đó, tháng 1 năm 99 đó, anh em thấy không? Đó, đây tất cả số đều có ok hết ha. Này là cái đùm hàng quay thái nha nè. Đó, lỗ chân câm này lỗ lớn nha nè. Đó, lỗ này là lỗ lớn. Đây, cái sóng nó là sóng cực kỳ nhỏ ha. Cái đùm ZX thì nó cũng sóng nhỏ vậy thôi, nhưng đặc biệt ở trong cái khe, mấy cái khe rãnh này nè nè, nó không có số như vậy ha, nó chỉ có dấu chấm thôi. Dấu chấm nhỏ thôi. Nói chung ở đây là em làm em sơn lại cho nó giống giấy nhóng zin thôi thật sự, chứ anh em lắp cái đĩa vô là mất tiêu rồi nha anh em. Đùm đĩa theo xe quay thái cho 10 ít khi nào mà nó bị lỏng bật đạn lắm, không bao giờ ha, đa số đùm sau thì có ha. Nó cái này là đùm theo xe nha anh em, đó anh em thấy không. Đó, đùm tồn cũng vậy luôn, đùm tồn nó có nhiều loại tồn nha anh em, nó giống vậy luôn, nhưng mà cái đời tồn nó sẽ, cái chữ THM này nè nó sẽ lệch qua bên đây nha nè. Nói chung lệch qua bên đây là em không chơi. Đó, đúng 110 là nó nằm chính giữa. Đó, em biết bao nhiêu thì em chia sẻ ha. Đó, những anh em bán đồ tồn thông cảm ha. Đó, nói chung thì anh em hỏi thì em chia sẻ thôi. Vẫn là THM nằm lệch qua bên đây, vẫn là đùm zin đàng hoàng nha anh em, nhưng mà không phải của xe quay thái 110 nha anh em. Đó, xe quay thái 110 là chữ nó nằm chính giữa nha anh em. Nó vẫn là đùm zin bình thường. Nói chung anh em lắp cái đĩa vô thì nó cũng mất tiêu hết trơn rồi, nó đâu quan trọng. Nhưng mà chơi đúng quay thái cho 10 mình phải chơi cho chuẩn, chơi đúng zin đó nè. Đát của nó là 201 này không. Nói chung em bỏ đồng tiền em mua cái đùm này không phải rẻ đâu nha nè. Đó, đùm này phôi rất đẹp nha nè, em thấy không. Tồn thì tồn, nó chỉ có để thay thế cái những cái phục tùng theo xe nó hư thôi. Anh em thấy nhìn cái sóng lưng đó nào, nó khác hết trơn, thấy không. Đó, đó anh em thấy lỗ chân cầm nó lớn không nè, nó lớn nha. Đó, lỗ chân cầm lớn. Còn những đùm ZX với phu 1 lỗ chân cầm nó như nhau. Đó, lỗ chân cầm nó như nhau nha em. Đó, em chỉ chiên một phục tùng quay thái 110 thôi. Đó, những anh em nào mà thắc mắc về quay thái 110 cứ inbox Zalo qua số điện thoại của em ha. Em hiểu bao nhiêu thì em chia sẻ đến với anh em bấy nhiêu ha. Nói chung thì không có hay ho với trơn nha nè. Nó THM nằm chính giữa nè, anh em thấy không. Đó, còn đùm á, còn đùm ha, đùm mà nó không có sóng lưng ở đây nữa nè. Đó,
đùm không có sóng lưng lên nhiều, cái đùm nó có cũng là xe quay thái cho 10 luôn, đát 201 nó vẫn không có sóng lưng, vẫn có bình thường luôn nha em. Đùm 204 hình như nó cũng không có nữa. Nói chung nó nhiều loại lắm, nhưng mà em chỉ chuyên một dòng quay thái cho 10 thì em hiểu bao nhiêu em chia sẻ đến tất cả anh em bấy nhiêu ha. Nó nếu mà clip này nếu mà có điều gì sai mong anh em thông cảm lượng thứ bỏ qua ha. Đó, đây là đùm theo xe nha anh em, đùm theo xe sơn lợi đó. Anh em mua thì em cũng có bán luôn nha. Đó, nó đi theo là 5 bù gông xé bịch, 5 con tán và cái con nha anh em. Con theo xe cũng gam lại rồi, bạc đạn nói chung cũng có xài lại rồi nha anh em. Đó, hoặc anh em mua bạc đạn mới. Đó, còn bên đây là phe km nè ha, phe km với cái phốt che bụi ha. Vậy thôi. Đó, trước mặt anh em là cái đùm full 1. Đó, sóng lưng gạch của nó là nó sóng lưng lớn nha anh em. Đó, còn bên cái đĩa thì trong cái mấy cái ngảnh thứ quay thái 110 á, nó sẽ có hai chấm nha anh em. Đó, trên một chiếc xe full 1 em đã mượn một chiếc xe để em quay, em để cho anh em biết đùm full 1 nó vậy ha. Đó, kế tiếp là cái đùm ZX. Đó, anh em thấy cái sóng lưng của nó là y chang của quay thái 110, không khác gì hết trơn á. Nhưng lỗ chân câm nhỏ nha nè. Đó, còn cái trong cái dòng đĩa thì nó chỉ có cái một chấm thôi. Đó, còn quay thái 110 thì nó có số đóng đát nè ha. Còn full 1 thì nó cũng y chang vậy thôi. Nhưng mà nó hai chấm. Đùm 110 mà nó có này là thôi là miễn. Nó dễ nhận biết lắm anh em ơi. Còn đùm mà không có cái sóng lưng mé bên con cốc á là lùm đát cao nha nè. Có khi xe quay thái 110 201 mình cũng lọt vô mấy cái đùm đó, nó không có cái sóng lưng luôn. 204 nữa. Đó, chúc anh chị em thành công cái món đồ mình yêu thích ha. Thì clip thì chỉ có nhiêu đây thôi. Đó, chúc tất cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ ha. Đó, nếu thấy clip hay và yêu mến kênh của em, hãy ủng hộ một cái đăng ký nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dòng quay thái 110 ha. Rồi hẹn anh em tất cả những clip tiếp theo nha.